Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng ngày 7 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai thác, phát triển các sản phẩm đặc trưng mùa thu đông, xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh là điểm đến 4 mùa thu hút du khách. Việc dưa đưa các giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ giúp người dân giảm thiểu thiệt hại. Cần chủ động phòng bệnh, tuyệt đối không nên chủ quan với dịch sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm phát triển bền vững. Trong suốt thời gian qua, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đầu tư các công trình dự án bảo vệ môi trường. Cùng với chính quyền địa phương, các cấp tỉnh Quảng Ninh nỗ lực giảm thiểu thấp nhất những ảnh hưởng của quá trình sản xuất tới môi trường. Nhằm đảm bảo phát triển hài hòa giữa du lịch và công nghiệp, trong hai năm 1998-1999, toàn bộ dây chuyền sản xuất than tại mặt bằng sân ga Hòn Gai và nhà sàn Hòn Gai đã được chuyển vào nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng. Lần đầu tiên trong lịch sử, khu vực trung tâm Hạ Long thoát khỏi cảnh bụi bặm than đen, là một trong những bước tiến quan trọng của TKV trong công tác bảo vệ môi trường. Chọn những người cán bộ thời giỏi để có thể là tổ chức di chuyển đi dần đến đi đóng cửa cái cảng ấy. Và nhà sàn nữa là cũng phải phối hợp với lại chính quyền địa phương, phối hợp với các giải thích cho công nhân cán bộ được. Vì họ di chuyển như thế là họ ảnh hưởng đến đời sống họ. Tất cả những cái đó đều phải chuẩn bị từ trước, làm kỹ và bắt đầu chuyển dân từng bước một. Thế cũng phải tính toán thế nào, điều hành thế nào để có thể là đảm bảo cho ngành than không có lỗ mà vẫn có thể hoạt động được trong khi di chuyển. Nhận thức rõ trách nhiệm cũng như vai trò của công tác bảo vệ môi trường, trong những năm gần đây, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam dành kinh phí mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường. Trong đó trọng tâm là xanh hóa các bãi thải mỏ, đầu tư hệ thống băng tải than để thay thế vận chuyển bằng ô tô, vận hành hiệu quả các trạm xử lý nước thải mỏ, nhà máy xử lý chất thải nguy hại. Đến nay, tổng diện tích trồng cây phủ xanh hoàn nguyên môi trường tại Quảng Ninh là hơn 1.500 ha. Dự kiến đến năm 2025, tập đoàn sẽ phủ xanh thêm 1.000 ha, góp phần cùng tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh chuyển đổi mô hình kinh tế từ nâu sang xanh. Tuyến băng tải vận chuyển than đảm bảo được cái môi trường cho dân sinh, kể cả về an toàn, kể cả về là bụi bặm, rất là nó bớt đi rất là nhiều, làm được nó trong sạch cái môi trường sống cho nhân dân. Biết bao nhiêu năm nay mới có được cái môi trường tốt đẹp như bây giờ. Nước thải ra nước thải sau xử lý thì đạt tiêu chuẩn loại A theo cái quy chuẩn 40 của Bộ Tài nguyên Môi trường về nước thải công nghiệp và đảm bảo đúng như các quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường. Đó là các quy định trong cái các báo cáo đánh giá tác động môi trường thì có được duyệt. Trước những thách thức của biến đổi khí hậu hiện nay, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp hơn trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung bám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. Sau cơn bão số 3 vừa qua thì các cái công trình về môi trường, đặc biệt là các cái diện tích cây trồng trên bãi thải cũng đã bị gãy đổ và bị hư hỏng rất là nhiều. Thì công ty cũng đang tập trung cho rà soát và lên phương án. Thì báo trên cơ sở đó thì báo cáo tập đoàn là định hướng trồng các cái loại cây lâu năm để mang tính phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Với những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua sẽ là tiền đề để Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam có được sự phát triển bền vững trong thời gian tới, đưa công nghiệp sản xuất khai thác than theo hướng ngành kinh tế xanh như chiến lược mà tập đoàn đã đề ra. Bước vào các tháng cuối năm, du lịch Quảng Ninh tập trung khai thác, phát triển các sản phẩm đặc trưng mùa thu đông, xây dựng thương hiệu điểm đến 4 mùa thu hút du khách.
Trải nghiệm mùa thu đông tại Yên Tử được nhiều du khách yêu thích lựa chọn trong vài năm trở lại đây. Thiên nhiên khoáng đạt, thời tiết mát mẻ cùng nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống tạo nên sức hấp dẫn cho điểm đến. Năm nay, Trạm Mây mùa thu di sản với trải nghiệm trọn gói vãn cảnh thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực và chăm sóc sức khỏe, thu hút cả du khách trong và ngoài nước. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, cùng kiến trúc cổ và các trò chơi dân gian truyền thống ở đây khiến tôi vô cùng thích thú, ấn tượng và tôi đã quay trở lại với Yên Tử lần này. Tổ chức những cái chương trình lễ hội như lễ hội trò chơi dân gian. Ở trong chương trình lễ hội chúng tôi có rất nhiều những hoạt động, những trò chơi truyền thống của dân tộc, ví dụ như là chơi pháo đất hay nặn tò he, hoặc những truyền thống như chơi chuyền, chơi oan quan, những hoạt động mà rất nhiều các cháu tuổi thơ có thể là chưa được trải nghiệm. Chúng tôi rất muốn là mang đến cho các cháu những cái hình ảnh trò chơi văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngoài ra thì đối với khách nghỉ dưỡng thì chúng tôi có rất nhiều những hoạt động để thu hút du khách. Ví dụ chương trình đêm nhạc Yên Tử, đêm thu ca cũng là một trong những sản phẩm mà để lại rất nhiều cảm xúc cho du khách khi về với Yên Tử. Các trải nghiệm đặc trưng khác làm nên thương hiệu cho du lịch thu đông Quảng Ninh như mùa vàng tại các vùng núi cao Tiên Yên, Bình Liêu, nghỉ dưỡng khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, tham quan nghỉ dưỡng trên vịnh tiếp tục được phát huy khai thác. Trên cơ sở phát huy lợi thế cao tốc sân bay cảng biển thuận lợi, các hãng lữ hành cũng xây dựng hành trình kết nối di sản biên giới cửa khẩu với các trải nghiệm mang đặc trưng văn hóa địa phương. Bên cạnh cái việc truyền thông qua các kênh báo chí thì chúng tôi cũng đang làm việc với lại bên Vitamin là một cái đơn vị mà truyền thông của TikTok. Cộng với chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều các cái fanpage và các cái group trên các cái nền tảng xã hội để cùng đồng loạt truyền thông tới các cái khách trong và ngoài nước. Phát huy tiềm năng du lịch 4 mùa, đổi mới sản phẩm du lịch thu đông, du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực hấp dẫn du khách bằng cách tạo ra những trải nghiệm riêng cho mỗi mùa, đặc biệt là dịp cuối năm. Một tháng sau bão Yagi đổ bộ gây thiệt hại gần 700 tỷ đồng, đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng cũng đã dần khôi phục, đón hơn 35.000 lượt khách và 80% khách sạn nhà hàng hoạt động trở lại. Từ ngày 10 tháng 9, huyện đảo ước đón gần 36.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 30.000 lượt. Khoảng 80% nhà hàng khách sạn đã sẵn sàng đón khách trở lại và đến ngày 15 tháng 10 sẽ đạt 100%. Vào mùa thu đông, Cát Bà là điểm đến được du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích vì yên bình, giá cả phải chăng. Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội, trong đó có sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề. Trước thực tế này, ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương và các địa phương phối hợp với đơn vị sản xuất giống, đẩy mạnh khảo nghiệm, xây dựng mô hình, trình diễn các giống lúa mới, thích ứng với biến đổi khí hậu, bước đầu xác định được một số giống lúa mới có triển vọng. Mô hình thực nghiệm và chuyển giao sản xuất lúa thuần mới chất lượng TBR-97 được Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiệp An, thị xã Kinh Môn triển khai với quy mô 1 hectare. Mặc dù điều kiện thời tiết sản xuất ở vụ mùa năm nay không thuận lợi, nhưng giống lúa này vẫn khẳng định được nhiều ưu điểm nổi trội về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, đặc biệt là khả năng chống đổ và chống chịu sâu bệnh. Cái giống lúa này ấy, là để mà đánh giá chung ấy, thì tôi cảm nhận được là nó rất là ưu điểm, nó có rất là nhiều ưu điểm. Cái thứ nhất là cái nó rất là ngắn ngày. Cái thứ hai ấy, là về khả năng chống chịu sâu bệnh ấy, thì báo cáo là tôi thấy rằng như cái vụ mùa này là các giống lúa khác là rất là nhiễm cái dày lâu. Thế nhưng mà đặc biệt chúng tôi ở đây là không thấy bị nhiễm dày lâu trên cái giống lúa TBR97 này. Thế còn cái bệnh đạo ôn trên cái giống lúa TBR97 này là chống chịu rất là tốt. À, cái thứ ba là đặc biệt là qua cái cơn bão số 3 vừa rồi ấy, cái sức gió là mạnh đến cấp 12 và gió giật trên cấp 12. Nhưng cái giống lúa này thì lại không bị đổ, mà lá nó cũng gió giật như vậy nhưng mà lá nó cũng không bị tướp. Thì chứng tỏ rằng cái khả năng chống chịu với lại sương gió rất là tốt. Còn đây là mô hình sản xuất lúa tập trung, giống lúa thuần mới TD25, kháng đạo ôn, do Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm chọn tạo, sản xuất thử, quy mô 100 hectare tại các huyện Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện và Ninh Giang. Sau hơn 3 tháng sản xuất và theo dõi thực tế trên đồng ruộng, giống lúa này đã khẳng định được khả năng kháng đạo ôn và chống chịu một số loại sâu bệnh khác. Minh chứng là cơn bão số 3 vừa qua khiến cho nhiều diện tích gieo cấy bằng các giống lúa khác bị gió bão mưa lớn gãy đổ, dẫn tới lép hạt, giảm năng suất lúa. Nhưng giống lúa TD25 vẫn chống chịu tốt, không bị đổ, giữ được bộ lá và cho năng suất khả quan.
Bước đầu chúng tôi đánh giá là đây là một giống là có khả năng chống chịu sâu bệnh rất là tốt. Cứng cây lá thì thẳng gọn, thân gọn nên là trong cái thời tiết là bão như vừa rồi, nhưng mà qua đánh giá là đây là một giống lúa rất là có triển vọng, nó là đạt năng suất là từ 1 tạ 8 đến 2 tạ, nếu mà có những cái ruộng đẹp hơn thì chắc nó phải hơn nữa. Những cái giống lúa mới hiện nay ngoài năng suất chất lượng cao những thì có khả năng chống chịu sâu bệnh, chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận tốt, thì nó làm cho không những tăng năng suất, tăng cái chất lượng và làm giảm về cái ô nhiễm môi trường và tăng cái hiệu quả kinh tế. Thì các giống lúa này thì dần dần sẽ thay thế những cái giống lúa cũ và được vào trong những cơ cấu cái giống lúa chất lượng và làm cho nâng cao cái hiệu quả sản xuất lúa gạo của tỉnh. Với những triển vọng của các giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp Hải Dương và các địa phương tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị sản xuất giống trong nước để khảo nghiệm và mở rộng quy mô sản xuất nhằm đánh giá toàn diện hơn về khả năng chống chịu với sâu bệnh và các điều kiện ngoại cảnh, làm cơ sở để bổ sung vào cơ cấu giống lúa sản xuất đại trà, giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, thích ứng với diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan tác động đến sản xuất nông nghiệp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 37 đã thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Ninh. Trong đó một trong những nội dung quan trọng là thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở hiện trạng, diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị xã Đông Triều hiện nay. Đây là niềm vui, niềm phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Triều, tạo động lực mới, khí thế mới cho địa phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Bình Dương là một trong 4 xã trở thành phường theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 37 vừa qua. Thực hiện lộ trình đảm bảo các tiêu chí thành lập phường, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp xây dựng đồng bộ, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp xây dựng dịch vụ. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn chiếm trên 82%, tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2023 đạt trên 1.483 tỷ đồng. Đời sống xã hội ngày càng được nâng lên. Mọi người đều háo hức chờ đợi cái ngày mà được chính thức là tổ chức công nhận. Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng đường rồi các công trình công cộng được mở rộng, được phát triển được hơn nữa. Cùng với việc thành lập 4 phường là Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức, nhập nguyên trạng xã Tân Việt vào xã Việt Dân và nhập phường Đông Triều vào phường Đức Chính, nghị quyết tại phiên họp Thường vụ Quốc hội lần thứ 37 đã thông qua thành lập thành phố Đông Triều gồm 13 phường và 6 xã. Như vậy, sau 9 năm thành lập thị xã, Đông Triều đã đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, từng bước quản lý tốt quy hoạch xây dựng đô thị. Diện mạo thị xã đã có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của thị xã đã hoàn thành vượt mức đề ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2021-2023 đạt 14%, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả, tiếp tục là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 163,23 triệu đồng một người một năm, cao hơn so với cả nước là 1,6 lần. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đông Triều lên thành phố chúng tôi rất là phấn khởi, thì đấy là cái niềm khát vọng của nhân dân chúng tôi. Bởi vì là các cái hạ tầng cơ sở ở các thôn mà chúng tôi được lên như thế này là nhờ vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước và sự quyết tâm của nhân dân đồng lòng, cho nên mới được khang trang như ngày nay. Đây có lẽ là một dấu ấn của người dân Đông Triều, của doanh nghiệp Đông Triều. Khi lên thành phố thì nhà nước tập trung đầu tư về kết cấu hạ tầng, quy hoạch đô thị rõ ràng. Chính vì như vậy mà doanh nghiệp của Đông Triều và các doanh nghiệp đã nắm bắt được cái cơ hội đó để đầu tư. Đầu tư nâng cấp về du lịch, về dịch vụ, về thương mại. Và hơn nữa là đầu tư cho sản xuất mang cái tính
lâu dài bền vững. Tăng trưởng của ngành dịch vụ, thương mại và sản xuất chắc chắn sẽ được nâng lên. Thành phố Đông Triều được thành lập là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhân lên niềm vui mừng, niềm phấn khởi, tự hào cho nhân dân nơi đây. Sau khi thành phố Đông Triều được thành lập, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 5 thành phố trực thuộc tỉnh. Đây cũng là lộ trình góp phần quan trọng để Quảng Ninh thực hiện mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm tới. Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10, tỉnh Hải Dương dừng hoạt động của các phương tiện giao thông qua 4 cầu, gồm cầu Vạn huyện Tứ Kỳ, cầu Đáy huyện Gia Lộc, cầu Bồng huyện Kim Thành và cầu Lộ Cương thành phố Hải Dương để kiểm định thử tải, đánh giá chất lượng công trình. Các cây cầu này sẽ được kiểm định thử tải từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Khi tiến hành thử tải, sẽ tạm dừng toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu trong khoảng thời gian tối đa 15 phút trên một lần đo. Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã thông báo cho các địa phương, người tham gia giao thông chủ động lộ trình lưu thông sang các tuyến đường khác, đồng thời khuyến cáo người và phương tiện lưu thông qua cầu chú ý dừng chờ, di chuyển theo hướng dẫn của biển báo hiệu giao thông tại vị trí hai đầu cầu để đảm bảo giao thông. Bằng sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa EVN với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, các nhà máy nhiệt điện trong EVN đã được bảo đảm đủ nhiên liệu than cho phát điện. Hiện các đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, thống nhất giải pháp để nâng cao chất lượng than, góp phần vận hành ổn định các tổ máy nhiệt điện. Với các nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu, nhu cầu than khoảng 11,13 triệu tấn trong năm 2025. Các đơn vị sẽ cân đối khối lượng còn lại theo hợp đồng, lập kế hoạch mua sắm, bảo đảm đủ nhiên liệu than theo nhu cầu hệ thống. Theo số liệu từ Cục Hàng hải Việt Nam, tổng khối lượng hàng hóa thông qua các cảng biển trên cả nước trong 9 tháng qua ước đạt hơn 640 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển liên tục tăng trưởng, cho thấy nền kinh tế đã dần hồi phục. Hàng xuất khẩu ước đạt hơn 150 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ. Hàng nhập khẩu ước đạt gần 200 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ. Các khu vực có khối lượng hàng hóa thông quan cao nhất đều ở các cảng biển lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hải Phòng và Quảng Ninh. 9 tháng qua, xuất khẩu cua ghẹ Việt Nam đạt gần 227 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong nhóm thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam. Sự gia tăng mạnh mẽ đến từ nhu cầu cao của các thị trường lớn, đặc biệt là Trung Quốc, nơi sản phẩm cua sống Việt Nam được ưa chuộng. Lượng cua ghẹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong 9 tháng đã tăng ở mức 2 con số. Nhật Bản cũng là thị trường quan trọng nhờ vào giá cả cạnh tranh và chất lượng sản phẩm cua ghẹ Việt Nam. Dự báo cho cả năm 2024, xuất khẩu cua ghẹ có thể mang về hơn 300 triệu đô la Mỹ, đánh dấu một bước tiến lớn cho ngành thủy sản Việt Nam. Thông tin từ Bộ Y tế, số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng ở một số tỉnh thành, trong đó có nhiều ca nặng. Đáng nói, sốt xuất huyết hiện nay đã không còn xuất hiện theo chu kỳ mà trở thành bệnh lưu hành hàng năm. Tại Quảng Ninh, các bác sĩ cũng khuyến cáo cần chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình, tuyệt đối không nên chủ quan với dịch bệnh này. Thôn An Bình, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà vừa ghi nhận một ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn. Ngay lập tức, ngành y tế địa phương đã triển khai các biện pháp hướng dẫn người dân phòng dịch như làm vệ sinh môi trường quanh khu vực sinh sống, đồng thời giám sát mật độ muỗi, loang quang, bọ gậy, vector chuyển sốt xuất huyết. Các bác sĩ đến đây tư vấn cho gia đình rồi chúng tôi sẽ làm theo. Giữ vệ sinh sạch sẽ rồi là những tất cả những cái gì chứa nước nghe rồi là chúng tôi cũng chấp hành rồi úp xuống rồi phơi. Ở nhà này nước non các thứ cũng đầy. Từ đầu năm tới nay, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 150 ca mắc sốt xuất huyết tại 11 trên 13 huyện, thị xã, thành phố. Trừ Cô Tô, Tiên Yên, chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng. Địa phương có số mắc cao nhất vẫn là thành phố Hạ Long, 63 ca, sau đó là Cẩm Phả, 20 ca, Uông Bí, 14 ca. Để phòng chống tốt nhất dịch bệnh này, quan trọng nhất vẫn là mỗi gia đình phải chủ động tiêu diệt muỗi và loang quang bọ gậy. Nước ăn, nước uống của mình để trong. Cái khó khăn nhất ấy, thì thật sự là cái mật độ dân cư ở đây thì rất là thưa. Dân cư không tập trung ở một chỗ mà cái quang cảnh môi trường ở đây cũng rất là phức tạp.
đầy rẫy những gia đình xung quanh nhà thì đấy, nhưng mà vườn dược ngay tại đấy người ta cũng không thu dọn được tại vì cái nền nó rất là rộng. Trạm y tế sẽ phối hợp cùng với y tế thôn bản ở dưới này, cùng với các đoàn thể dưới này thì giám sát chặt chẽ những cái ca bệnh ở trong cái thôn, mà nhất là cái khu mà đã xảy ra những cái ca này thì được giám sát chặt chẽ hơn. Chúng ta có thể là sử dụng màn hay sử dụng thuốc xịt muỗi hay là phun muỗi chủ động trong gia đình. Đặc biệt cái vấn đề quan trọng nhất trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết này là cái việc mà loại bỏ cái nơi sinh sản của muỗi. Tức là chúng ta cố gắng làm sao dành 5 đến 10 phút mỗi tuần để tìm và lật úp những cái dụng cụ chứa nước, những cái vật dụng rác xung quanh nhà. Theo các bác sĩ, người mắc sốt xuất huyết có thể xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao đột ngột và liên tục, nhức đầu, buồn nôn, đau mỏi người, da sung huyết hoặc xuất hiện chảy máu cam, chảy máu chân răng. Trong các trường hợp này, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nặng. Vào khoảng hơn 10 giờ ngày 6 tháng 10 tại khu 7A, phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xảy ra cháy rừng. Sau khi nhận được tin báo của chính quyền địa phương, các lực lượng gồm Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Cẩm Phả, Kho 84, Cục Kỹ thuật Quân khu 3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Kiểm lâm, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả, Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ Vinacomin, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khe Sim, Công ty Than Quang Hành TKV cùng lực lượng dân quân nhân dân phường Quang Hành đã tạo các đường băng cản lửa và chữa cháy rừng. Đến gần 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 10 hecta rừng, chủ yếu là keo, bạch đàn. Hiện các lực lượng chức năng vẫn cắt cử lực lượng để theo dõi, không để lửa cháy trở lại. Nguyên nhân vụ cháy rừng đang được điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.